Đây, em gửi anh bộ combo karaoke cho nhà anh nhé, là một con đẩy của Mỹ, Claudio 20 sò đấy, và một con vang số EFF 800 đấy, chống hú tuyệt đối, và một con mic Shure UGX20, một đôi loa JBL KI 510 hàng chuẩn nhất luôn, một con trầm, Boy, con này hàng đắt tiền, con này hàng cao cấp. À, giá hơn 3 triệu. Còn con này, con trầm như thế này thì 1 triệu 8, 1 triệu 9 thì đẩy ra, nhưng mà đưa vào bộ dàn thì tiếng nó không hay. Cái đấy chỉ hàng trưng bày vậy thôi. Nếu mà anh có điều kiện anh chơi con trầm này thì nó ok. Đây, đây là sản phẩm của anh. Toàn bộ là loa của mình là hàng mới hết. Đấy. Có con mic cũng là mic mới. Đấy. Còn mình dùng vang số bãi và đẩy bãi. Thì hàng của em hàng sản xuất con vang này sản xuất năm 2017 này. Còn con này thì cũng sản xuất mới cách đây thôi. Người ta dùng rất là ít, người ta thải hồi về thì em thu về em chia sẻ lại cho các anh. Toàn bộ hàng rất là đẹp và còn nguyên zin. Thì bộ này có giá là 17 triệu. Đấy. Nếu mà anh không chưa ưng thì mình chơi đôi loa loa cây DMX này. Đấy. Thì tiền nó sẽ thêm hơn 1 triệu nữa. Đấy. Thì anh có gì anh lắp thì anh báo cho em nhé.